conhecendo ele. Oh, é, a graça aí. Puta pena ainda, pretty short. Come out. But that freaking horse, 37 degrees. Oof. Oh, coi à. Hôm nay hôm nay trời nóng quá, cho nên phải 37 độ ngoài, nhưng mà nếu mình tính theo như ở Việt Nam là cũng phải là 45-46 độ á. Ở bên đây không khí nó khô đó, cho nên không có ra mồ hôi, mồ hôi ra là nó khô liền à đó. Mà trời, cái quạt này vô trong tủ lạnh này đó, đó để cho nó tỏa ra hơi lạnh đó. Đây là air conditioning nè, cái máy lạnh nè đó. Thế là freaking hot. Hôm nay là nhiệt độ là trong năm là chỉ có 36 độ chấm 4 à, hôm nay lên tới 37 độ, nghĩa là nó đã vượt qua mức rồi, cả hơn cả trăm năm luôn đó. Mà ở đây á thì nghĩa là nhiệt độ ở đây á nó khô, nghĩa là mình đi ra ngoài nắng gì cho nó nóng á, nó không có chảy mỡ ra được, nó không có chảy mồ hôi ra được, nhưng không có làm cho da của mình mát được đó. Nên ở đây nó nóng như vậy, 37 độ ở đây thì bằng giống như là 45 độ ở Việt Nam đó. Cho nên ở Việt Nam nó nóng mà nó lại nó mồ hôi ra được.